nghe người ta phân tích cho này này nhá, em mở cái đoạn này. Đây này, em mở cho cả nhà nghe cái đoạn này này. Công ty của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng lên tiếng về thông tin lan truyền trên mạng xã hội. Chiều ngày 21 tháng 11, công ty cổ phần Đại Nam vừa phát đi thông báo về việc trên mạng xã hội xuất hiện nhiều cá nhân đăng tải thông tin sai sự thật, vu khống và xúc phạm danh dự, nhân phẩm của các cổ đông và pháp nhân của công ty, xâm phạm trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông và tình hình hoạt động ổn định của công ty cổ phần Đại Nam. Theo thông báo, những hành vi này không chỉ xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, ảnh hưởng đến hoạt động ổn định của công ty, mà còn có nội dung xuyên tạc, chống phá đảng và nhà nước Việt Nam, gây mất an ninh trật tự xã hội và xâm phạm an ninh quốc gia. Hiện công ty cổ phần Đại Nam và các cổ đông đang thu thập tài liệu, chứng cứ, bao gồm trích xuất dữ liệu từ các tài khoản mạng xã hội liên quan và lập vi bằng ghi nhận sự tồn tại của các thông tin để hoàn tất thủ tục tố giác hành vi vi phạm pháp luật của các cá nhân sở hữu các tài khoản mạng xã hội nêu trên. Công ty cổ phần Đại Nam, tiền thân là công ty cổ phần phát triển khu công nghiệp Thanh Lễ, hoạt động trong nhiều lĩnh vực kinh doanh. Hiện bà Nguyễn Phương Hằng đang giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc thứ nhất của công ty cổ phần Đại Nam, đồng thời là Tổng Giám đốc điều hành khu du lịch Đại Nam. Và ông Huỳnh Uy Dũng hay Dũng là Voi là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của công ty. Đấy, cả nhà nghe thấy không? Cả nhà thấy nghe người ta phân tích chuẩn không? Đấy chưa? Quá chuẩn luôn. Chào Kiên Phạm nhá. Kiên Phạm ơi, anh đang live stream. Kiên Phạm ơi, em gửi tin nhắn như thế anh không có ấy được. Em gửi tin nhắn đi, anh không có đọc được. Kiên ơi, Kiên Phạm ơi, em gửi tin nhắn đi, anh không có đọc được. Anh đang live stream mà. Anh đang live stream. Lúc nào mà anh tắt live stream. Đấy, anh tắt live stream thì anh mới đọc được cái tin nhắn của em. Có gì lúc nào anh xuống live nhá, Kiên Phạm ơi. Mà lúc nào anh xuống live, anh xuống live stream. Thế lúc ý gửi tin nhắn thì anh mới đọc được. Chứ còn anh đang live như thế này, em nhắn tin ấy, anh không đọc được đâu. Anh không đọc được, không đọc được. Đợt này là danh sách cũng nhiều đấy cả nhà yêu ạ. Danh sách ấy, danh sách mà công ty cổ phần Đại Nam người ta gửi đơn ấy. Nhờ các cơ quan ban ngành người ta vào cuộc, người ta can thiệp đấy. Đợt này gửi đông đấy, chứ không phải ít đâu. Thứ nhất là những ai mà liên quan đến những cái tài khoản mạng TikTok này, Facebook này, Fanpage này, YouTube này. Đấy, những ai mà chủ kênh có những cái tài khoản mà chống phá vào Đại Nam đấy, là quả này là gãy hết răng. Quả này cháo không có mà ăn, mì tôm không có mà ăn. Quả này là chỉ có mút mùa thôi. Em chào chị gái Thu Nục nha. Em chúc chị gái buổi tối vui vẻ, chị gái ơi. Chào Cam Phạm nhá. Em chào Cam Phạm. Em chào cả nhà yêu. Để em mà cập nhật được những cái thông tin mới nhất. Đấy. Những ai mà được gọi đi uống nước chè, uống nhân trần. Đấy. Tình tiết nó như thế nào em luôn luôn cập nhật để em sẽ chia sẻ đến với mọi người. Chắc chắn đợt này là sẽ có làm điểm đấy cả nhà yêu ạ. Không tránh được đâu. Tức là làm điểm, cả nhà hiểu cái từ làm điểm là như thế nào không ạ? Làm điểm là có một số thôi nha, mình đang nói là có một số người đấy sẽ phải gánh chịu với một cái mức án không bình thường đâu. Đấy, đó là gì ạ? Đó để làm gương. Làm gương sợ lắm, án điểm sợ lắm cả nhà yêu ạ. Bất kể vụ án nào mà đã dính vào án làm điểm là chỉ có chết thôi. Làm điểm là người ta phải làm căng thì nó mới cứ đủ cái mức để răn đe cho những người tiếp theo. Đấy, đến nó dính vào án điểm là 18. Không có cái chuyện chạy trọt đâu. Đừng có nói chuyện là có tiền để mà là no nót hay để mà chạy trọt thế là nọ kia, không có đâu. Không bao giờ có cái mùa xuân đấy. Chào Thu Vũ nha.